Tối ngày 27 tháng 10, trận chung kết nội dung đôi vợ chồng của giải Pickleball báo phụ nữ năm 2024 là cuộc so tài giữa hai cặp đôi Phương Thảo Phan Anh và Nhật Thu Đức Nhân. Trận chung kết diễn ra trong không khí vô cùng sôi động, hai cặp đôi xuất sắc của giải đấu hừng hực khí thế bước vào cuộc chiến giành ngôi vô địch. Áp lực đè nặng lên đôi vai các vận động viên nhưng họ vẫn thi đấu với một tinh thần quả cảm. Tưởng chừng trận chung kết sẽ diễn ra giằng co và gay cấn bởi hai cặp đôi đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ mạnh để có mặt ở vòng cuối cùng. Tuy nhiên, trận đấu diễn ra với thế trận một chiều. Hai vợ chồng chị Phương Thảo và anh Phan Anh đã cho thấy sức mạnh tuyệt đối trong trận đấu này với những pha bóng uy lực, hiểm hóc và chính xác. Cặp đôi nhanh chóng liên tiếp ghi điểm và chạm mức 11 trước ở hai ván đấu. Với màn trình diễn hết sức thuyết phục, cặp đôi Phương Thảo Phan Anh đã giành chiến thắng 2-0 với tỷ số cách biệt 11-1 và 11-2 trước bộ đôi Nhật Thu Đức Nhân, qua đó giành chức vô địch nội dung đôi vợ chồng của giải Pickleball báo phụ nữ năm 2024. Rất là vui, phải nói rằng là trước hết thì chúng tôi rất là cảm ơn báo phụ nữ đã và các nhà tài trợ đã tổ chức một cái giải rất là ý nghĩa để gắn kết gia đình. Và cái chiến thắng quan trọng nhất của các cặp đó là chiến thắng vượt qua chính mình để gắn kết cùng nhau tham gia một cái ngày rất là vui như thế này. Còn cái ngôi vô địch thì thực ra là đó là một cái niềm vui, nhưng mà cũng rất là cảm ơn cái sự đóng góp và cổ vũ rất là nhiệt tình của khán giả, ban tổ chức và tất cả mọi người. Phải nói là cảm xúc rất là vỡ òa khi mà cả hai vợ chồng có thể bước lên cái vị trí vô địch. Và một lần nữa xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các khán giả, tất cả những ai đã ủng hộ cho đôi Văn Anh và Phương Thảo của Đà Lạt.